we sail a little bit higher. Tự động tràn xuống bán vé, mừng dễ sợ. Rồi, các người đẹp ơi, mỗi người một, hai lá vé chạy xuống một vụ cho bà con cô bác mình thưa quý vị. Và vẫn như thường lệ quý vị, tất cả các người đẹp rất là duyên dáng của đội Lô Tô Sài Gòn Tân Thời sẽ tràn xuống dưới một vụ vé cho bà con cô bác mình. Mỗi lá vé chỉ có 10.000 đồng thưa quý vị, 10.000 đồng một lá vé. Và tất cả các nhân viên sẽ từ tốn tràn xuống dưới phục vụ nha quý vị. Cho nên ai cũng có vé từ từ nha, không cần vội vàng gì cả. Và tất cả các nhân viên rất là đẹp, lộng lẫy thưa quý vị. Hồi nãy mà con cầu cầu nó cắn quất cho này em rất là hồi hộp, sợ sụp sân khấu. Tự nhiên bà đi ra bước ra, bà nó lắc hẻm cái nó tưởng nó tràn xuống bà đê với này rồi. Dễ sợ thiệt chứ. Nó mặc cái áo dài mà tôi không nghĩ đó là cái áo dài luôn đó. Đâu rồi, trốn luôn hả? Rồi quý vị thân mến, đó, bán vé duyên dáng không nè, nhảy dây qua chỗ này nè. Đó, Mai Thiên Tai bữa nay mặc áo dài màu xanh. Đó quý vị, đó, thước ra, nhưng vẫn không che được hàm răng đâu má. Rồi, bán đi em ơi. Rồi, mỗi lá vé chỉ có 10.000 đồng thưa quý vị. Mỗi lá vé chỉ có 10.000 đồng, quý vị lật mặt sau có thể thấy. Và chương trình thiện nguyện của chúng em không phải từ show này tụi em mới làm, mà từ ngày đầu tiên thành lập đoàn Lưu Tô Sài Gòn Tân Thời, Lộ đã có một cái quỹ để ủng hộ cho tất cả các thành viên của cộng đồng LGBT. Nếu mà rủi mà không may mà lớn tuổi hoặc có, hoặc trẻ, hoặc già, hoặc là các chị em hát Lô Tô trong khi mà đang đi làm đó quý vị, hoặc là đang trong cuộc sống đời thường mà có những trường hợp bất khả kháng, thì đoàn mà có hay tin thì chúng ta sẽ trích cái quỹ đó ra để giúp đỡ cho họ. Thì cái quỹ này được gây như thế này là mỗi lá vé quý vị cầm trên tay lật ra phía sau sẽ có cái dòng chữ và 10% từ việc lợi nhuận bán vé thưa quý vị, trừ hết tất cả các sở phí mà trả cho các người đẹp, thì chúng ta sẽ lấy 10% đó để làm thiện nguyện cho mỗi đêm diễn. Và thật ra 10% nó không thấm vào đâu cả, với lực lượng đồng hồ như thế này thì quý vị cũng có thể hiểu được ha. Và gần đây nhất thì lần đầu tiên là em đã giúp cho chị Ni An được một phần nè, rồi sau đó là chị cô Trang Kim Sa, và hôm nay là đêm thiện nguyện để dành cho cô Trang Kim Sa thưa quý vị. Thì một chút xíu nữa khoảng giữa chương trình thì cô Sa sẽ xuất hiện với để giao lưu với chúng ta, để chia sẻ thứ nhất là Lô Tô ngày xưa và ngày nay nó khác nhau như thế nào, thứ hai là hoàn cảnh hiện tại của cô ra làm sao. Thưa quý vị, không phải chỉ riêng những nghệ sĩ cái Lô Tô mà tất cả các lĩnh vực khác liên quan tới nghệ thuật, người nghệ sĩ về già rất là khó khăn, do đó mà chúng ta đã gây làm một cái đêm này để hướng đến một người đầu tiên trong nghệ thuật dân gian Lô Tô là cô Trang Kim Sa thưa quý vị. Rồi quý vị thân mến, mỗi lá vé chỉ có 10.000 đồng, quý vị ủng hộ nhiệt tình tối đêm nay nha quý vị. Dạ, giải thưởng cao nhất tối đêm nay là một tủ lạnh LG 187 lít thưa quý vị đang trước mặt quý vị đây. Và vòng loại này em sẽ bán trong khoảng giữa chương trình nha quý vị, khoảng giữa chương trình khi khán giả đã đến đầy đủ và chúng ta sẽ bắt đầu định sổ cái này. Tại bữa nay có Việt Nam có đá chung kết không hay là bán kết gì đó. Dạ, em cũng không nhớ tại vì em không có coi đá banh. Dạ, em chơi banh đũa quen rồi, không có coi đá banh, quý vị thông cảm. Dạ, cho nên là không có biết thì một chút xíu nữa sau khi đá xong khán giả mình tràn qua đây bắt đầu mình bán dòng loại này cho ai cũng có cơ hội mà sở hữu cái phần tặng phẩm lớn nhất tối đêm nay thưa quý vị. Và em cũng xin cảm ơn tất cả các nhà tài trợ đã đồng hành cùng đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời.
và em xin cảm ơn tất cả các nhà tài trợ đã đồng hành cùng đoàn Lưu Tô Sài Gòn Tân Thời thưa quý vị. Và đầu tiên, dạ, để em mở gạp đọc mi mới chính xác được Yến Xào Đông Trùng Thảo của Biconet Đông Dược Bình Xuân thưa quý vị, nhà tài trợ BH Silock, nhà tài trợ Hương Thị, nhà tài trợ trà sữa Thibor. Và quý vị thân mến, đừng quên sản phẩm đặc biệt tối đêm nay, một tủ lạnh LG 187 lít thưa quý vị. Và từ vòng sau mỗi quý vị, trên tay có hai lá vé, em sẽ gửi tặng quý vị một cây quạt. Nha quý vị, một cây quạt để làm kỷ niệm của đoàn, quý vị nhận giùm em cho anh vui nha. Chút xíu nữa thì vòng sau tất cả các nhân viên sẽ tràn xuống dưới phục vụ vé và tặng quà cho quý vị. Rồi, còn ai chưa có vé chơi giùm em cánh tay ngàn ngọc quý vị ơi, ai chưa có vé chơi giùm em cánh tay đó. Đó, nếu có vé đủ hết rồi chúng ta sẽ sổ nhanh sổ lẹ cho đội đầu tiên cho bà con mình coi chờ đi lâu mà hao lộn thể quý vị ha. Còn vé không quả ơi. Trời ơi, bữa nay ngày qua tóc ngắn, bữa nay tóc dài, tóc mày mọc nhanh hơn chị nữa đó. Mấy gì ra, à, nữ hoàng chạy nở chia vé cho cưng hả? Ta à, kêu để mày ngu, mày lấy chi gắn chịu. Rồi, một vài vé chó quý vị ơi, một vài vé chó quý vị ơi. Mấy gì ra mày, gì ra mày, gì ra trở lại đây. Trở lại đây mà nghe kêu số mấy. Dì ra mây, dì ra mây, dì ra. Lặng lặng mà nghe tôi kêu con cần ra. Cờ ra con mấy, con mấy, dì ra. Em sẽ bắt đầu do số gì ơi. Rồi bây giờ trong đoạn đầu tiên xin mời tất cả quý vị có vé trên tay mở thưởng. Mấy dì ra cái này, 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 mấy dì ra. Giáo ơi vì sao nỡ đắng mắm. Chuyện kia ban đầu ai đã trao. Không thương nỡ sao trao ngọc quý. Không thương thôi sao nỡ đành dèo khổ đau. Còn số sáu, còn số sáu, còn số sáu mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra. Lòng vui gặp nhau lang khẽ nói ăn chuối không ăn em tặng anh nguyên buồn. À, nếu duyên không thành điệp ơi lang cắt tóc cạo đầu mà trọc lóc chôn đời mà thiệt một ba mươi bốn 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 còn số gì ra 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 năm gì ra con năm gì ra ba nhà thờ trước là bạn với tử kỳ tình nghĩa cô chị nay tử kỳ đã tan không còn ai thưởng thức dòng hát với cung đàn ông ấy rồi chạm đem cây đàn bé gầy năm mươi bảy 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 số gì đây mày gì đây mày gì đây mày gì đây nhìn trời cao nhớ chứ mấy ngàn gì sao em tin chân anh đi vì nơi đâu xa xa màn đêm từng sầu buồn đời vì đôi ta giữ mãi nồng say đời buồn xe nằm thế khi sâu nằm vẫn luôn.
55, 55, còn 55. 55, 55, 55, 55, còn số gì ra? Số gì ra, số gì ra, số gì ra, còn số gì ra? Nói nghe nè, rằng ngày hôm qua đó sao nếu nằm mơ thấy con cày cắn tôi cho nhỏ 11, con 11, con 11. Và thưa quý vị thân mến, con số 11 là con số may mắn, có một chủ nhân, hai chủ nhân được giải. Quý vị khoa hãy bồi bỏ lấy vé, có trường hợp kinh hồn mình có vé chi tiết nha quý vị. Rồi 11 chiều qua có 1, 25, có 2, 34, có 3, 57, có 4, dòng loại 6 lệ 3 hợp lệ. Thưa quý vị, nếu không tin tưởng quý vị có thể bước lên sân khấu đó chứng lại giùm em nha. Rồi 11 chiều qua có 1, 25, 34, 57, 6, 6, 2 hợp lệ quý vị. Và chúc mừng hai khán giả may mắn và ba khán giả 11, 25, 34, 57 trong loại 7 chục đầu tiên, xin chúc mừng. Rồi, xin mời hai em và anh bước lên sân khấu mình chúng ta nhận thưởng. Thưa quý vị, phần tặng phẩm đầu tiên sẽ là một con gấu bự cho bá nái thưa quý vị. Và một phần từ Yến Sa Đông Trùng Thảo của Đông Dược Biconic Vĩnh Xuân thưa quý vị. Và bây giờ em trong cái lá bé em có ghi rõ ràng là kinh trùng thì mình sẽ chia đều đó quý vị, cho nên là tạm phẩm thì không thể, con gấu không thể xé làm ba mà chia được, cho nên là mỗi người nhận giùm em con gấu nhỏ trước nha, con nào cũng rưng rưng lệ hết trơn trên đó đó. Sau đó mình sẽ bóc banh xem ai có quả banh lớn hơn mình lấy gấu bự, ai banh nhỏ hơn lấy thêm một phần Yến Sa Đông Trùng Thảo, rồi ai banh nhỏ hơn nữa lấy con gấu nhỏ đi về ha. Rồi số mấy anh? 36, 27, số 1. Rồi, chúc mừng em chia buồn với em. Rồi, em lấy thêm một phần này, anh đổi gấu bự giùm em ha. Rồi. Rồi, xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều à. Rồi, mấy bạn tràn thôi vô tay ơi. Mở màn đi cưng ơi. Đó quý vị khán giả thân mến, và để thay đổi không khí thì bây giờ chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát và tiếng nói của người đẹp Mai Thiên Tài thưa quý vị. Và bên dưới thì tất cả nhân viên cũng sẽ đang phục vụ vé trong lần tiếp theo. Mỗi lần vé chỉ có 10.000 đồng quý vị, 10.000 không đáng là bao, quý vị ủng hộ nhiệt tình cho bổng đoàn nha quý vị. Và chút xíu nữa chúng em sẽ có nhiều chương trình vui mới làm để phục vụ cho tất cả quý vị khán giả gần xa, đặc biệt là những người đẹp mà rất là lộng lẫy, rất là lung linh của chúng tôi đã tiếp cận tới tất cả quý vị. Quý vị có thể chụp hình hoặc là mua vé ủng hộ cho tất cả các chị ở dưới. Em xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và tối đêm nay là đêm thứ hai người đẹp Ninian tái ngộ với đoàn Lương Tô Sài Gòn Tân Thời. Quý vị có thể ủng hộ cho Ninian nhiều động lực hơn nữa, cô ta sẽ lên để phục vụ cho đoàn mình thật là nhiều lần nữa không quý vị. Và xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mấy gì đang ở đây, mấy gì đang ở đây, mấy gì đang ở đây, ba gì đây, ba gì đang ở 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 đây, ba gì đây, ba gì đang ở 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 đây, ba gì đang, ba gì đang chẳng ngại gió đông lạnh lùng thiên ai nắng mưa dòng dài chẳng ngại chiếc thân này chẳng ngại tóc ta sơn ngà mà quý biết trong căn liều giả thiết thiết ba áo tượng hàng tiếp gửi tặng chàng thắm tình trong chiếc áo 36 36 36. Mấy gì ra 36 36, mấy gì ra con ba gì đây, ba gì đây, 36 36, mấy gì ra. Mấy gì ra, 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 còn ba vé chó, ba vé chó chạy lại lên. Rồi cô ơi, ai đó hỗ trợ còn vé chạy xuống đây dùng đi nè hả. Xuân ơi, Xuân chạy xuống đó hai ba triệu nha, hai ba triệu cho nha. Rồi chạy xuống đó đấu thầu 36 36 36. Xuân chạy xuống đó đấu thầu. Anh chưa tay dùng đi à, thấy không? Xuân sau lưng em rồi, cầu bán sau lưng em luôn, cầu sau không lên 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 luôn, anh đợi đón đó. Ok. Rồi, các con cô bác thân mến, bây giờ ai có thấy trên tay của các điểm sáng bắt đầu cho số gì ơi? 36
Giới thiệu sao mà sao giới thiệu chợ của vậy bà nội?
cái cốt rồi. Rồi, rồi, chị Thanh Dân, em chào một đứa con, bà con, cô bác đi nha. Thưa quý vị, cô kêu kêu con, các kêu 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 thì sau khi cô Hoa Hậu Hồ Hèn Nè đã lên đường thì em còn ở đây Hồ Hèn Hồ Bé xin phục vụ quý vị khán giả một buổi tối đầy sự nhiệt huyết và máu lửa nhất ạ. Bán vé đi bà nội. Nói chung là Hoa Hậu hay Á Hậu bán vé hết quý vị. Một thì giờ lô tô, còn một bên thì coi đá bóng đấy cậu quý vị. Nó anh mê bóng chứ anh có mê lô tô. Đời đâu rồi Giang ơi, hết vé chưa Giang? Hai vé. Rồi còn mấy vé của quý vị ơi, ai thương tình ủng hộ giùm em nhé. Rồi bây giờ dòng đội này xin mời khán giả ai chưa có nhận tờ bé cầm trên tay khán giả mình nhớ vô camera đi à. Mấy gì ra đây, mấy gì ra đây, mấy gì ra, mấy gì ra, ai chưa có vé dòng đội này giơ tay lên đi. Bên nhau ta nói lại tình xưa.
chỉ còn trong giấc mơ qua tôi chỉ nhìn từ đây 27 đây 27 cái 27 27 là chân chưa bà đổi 27 27 27 còn xưa gì ra năm gì ra năm gì ra năm gì ra con năm gì ra con thiên lý mà con vàng mà lý dân hai con cân phân con nào cũng tốt 51 51 51 51 đã có mọi người cân. Thưa quý vị thân mến, con số 51 nó có một chủ nhân được giải. Thưa quý vị Khoa sẽ bồi bộ lấy giá. Có trường hợp kinh hồn, có giá kêu tiếp. Thưa quý vị, 51 gì kêu qua? Có 1 26 Có 2 15 Có 3 Số 8 đoạt giải 6, 9, 6 hợp lệ thưa quý vị. Và còn chủ nhân là đoạt giải chạy thân nhân thật lệ. Nếu không thì trao tập hợp về sau ạ. Dạ rồi. Xin chúc mừng anh 51, 26, 15, số 8 hợp lệ 681 thưa quý vị. Và nếu không tin tưởng quý vị có thể bước lên sân khấu đối chiếu giùm em ạ. Rồi, nếu không xin trao tập phẩm. Rồi, bây giờ hai anh trai chưa chắc là trai. Rồi, bóc banh giùm em đi đó. Bóc banh giùm em. Xong mỗi người nào, ai mà có số lớn hơn đội gấu bự nha. Số mấy đây? 47. Rồi, hợp lệ 19. Rồi, rồi chúc mừng anh nhận thêm một phần Vicodex Việt Xuân nha anh ha. Cảm ơn anh. Và quý vị thân mến, và thưa quý vị, và bây giờ tiếp sau đây một tiếng hát thưa quý vị. Hôm nay cô là khách mời và em cũng hy vọng là trong tương lai em sẽ mời được chị Ni An về được phục vụ lâu dài thưa quý vị. Và chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát và tiếng nói của chị Ni An thưa quý vị. Một gương mặt rất là đẹp của đoàn Sài Gòn Tân Thời thưa quý vị. Và trước khi đến với tiếng hát của Ni An, em cũng xin dạ, xin cảm ơn tất cả các nhà tài trợ đã đồng hành cùng đoàn Lưu Tư Sài Gòn Tân Thời thưa quý vị. Yến Sao Đông Trường Thảo, Biconet Cổ Đông Dược Vĩnh Xuân, nhà tài trợ PH Silop, mỹ phẩm Hương Thị và tài trà sữa T-Boy đằng kia thưa quý vị. Và quý vị nếu mà nhận được một cái voucher nước miễn phí thì quý vị lại cái quầy có đèn led chớp chớp đó, mình lấy nước một phần miễn phí nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chó cắn mày hả yêu nghiệp? Người ta tặng quà cho mày mà làm gì mày la như hấp hối bà nội yêu nghiệp. Đêm nào cũng vậy chân mười đêm cái này thành hết hồn hết vía. Tưởng chó cắn mày chở đi bắt tôi chết người liền. Yêu nghiệp. Em dài vé chó quý vị ơi. Dài vé chó thưa quý vị. Và ai chưa có quà chút xíu nên nhân viên sẽ tặng quà cho quý vị để quý vị hỏi nóng nha. Rồi, nhân viên còn mấy vé này vàng, mấy vé vàng ơi. Mày tập tụi mày coi đám anh yêu nghiệp. Bốn vé, chết vé. Trên đây nè. Trời ơi, mày đậu cái móng gớt ra khỏi cái người mới luôn vậy đó. Vé trên này nè cưng ơi. Mấy gì ra chạy lẹ lên con bên đây hay ba chế nữa ba chế chó quý chị ơi ba chế chó bà hậu cha đó mày làm thêm lớp hả mày làm thêm lớp hả tối nay đội tuyển Việt Nam thắng luôn cho tụi bay nhé yêu nghĩa mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra số gì ra số gì ra trở lại đây trở lại đây cha con trai chế chó quý vị ủng hộ nhiệt tình quý vị ai chưa có quạt chơi mang chị thắng sẽ đem quà tặng cho quý vị nha mấy gì ra mấy vàng ơi kế bên này vàng ơi yeah. Chào quý vị khán giả thân mến, nếu quý vị khán giả đi sau tới trễ quý vị có thể đi xuống dưới nhà bên cánh phải của em ở dưới có ghế miễn phí còn nếu mà hết ghế quý vị cũng thông cảm giùm em và bên trong cũng còn quý vị dạ ở phía dưới phía này còn ghế quý vị đang lấy dưới và cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ à. Mấy gì ra 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 trong căn nhà quan dường như có ma nó lú đầu ra làm em cái hú hồn con ma đầu đinh hàm răng nó trắng tinh nó lú đầu ra làm em cái giật mình ngày từng ngày vừa qua đầu đinh nói với em thơm 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 húi ình thơm 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 húi ình cái mùi chuột hình 49 số đầu tiên số đầu tiên 49 49 cái đây 49 số gì ra cái năm gì ra cái năm gì đây năm gì ra cái năm gì ra lẹ đi chân ơi 49 gạch gạch vô 49 năm gì ra cái năm gì ra năm gì ra tay em chén mang lon tay em dịnh dài chàng nhỏ to to nhỏ anh ơi xuống thì theo em về mà lòng xuyên 50 nguyên còn 50 còn 50 nguyên 50 còn 50 số gì đây mày gì đây mày gì đây mày gì đây ba gì đây từ trong những cơn mưa
sầu đau. Lệ trào cơn mây trôi như anh chờ theo những cơn mưa. Nhà nhỏ như tiếng la bao năm dài cất chia tận người nguyên ba mươi. Còn ba mươi, còn ba mươi mấy gì đã ba gì đã ba gì đã em được hôm nay. Em được hôm nay con đã chạy trốn. Con này nó ngọt, con này nó dần. Sợ mà lương chết, còn bà bán ớt bà sợ mà ớt la. Cái bà bán cà bà sợ trái cà nó hư. 44 44 44 44 44 44 số gì ra số gì đây. Quân Dương. Yeah. Quân Dương. Quân Dương ơi, tiếng gà nó vừa gái sang canh kìa. Quân Dương có nghe không? Đâu. Con gà trong trí vừa mới gái đó Quân Dương. Lòng rồi gà nghe tiếng canh gà. Sao bao nhiêu ngày nhớ nhau chỉ còn một đoạn đường dài. Buồn nhau rồi còn đời đời chán chưa. Nhớ nhau chàng ơi, ta có nhau chỉ buồn xa. 33 33 cái 33 33 33 33 33 Số gì đến số gì đây. Số gì đến số gì ta. Chạy cua đầy nuôi đến chân kia. Có ai đi về phía những hàng cây. Mời vô đây cùng nghe khúc nhạc hay. Khúc nhạc đêm nay dùng điều đó bằng trai. 42 số 28 trong khi chúng em vào số thì tất cả quý vị fanboy số sẽ. Rồi trong khi chờ đợi tất cả quý vị sẽ tràn xuống dưới phục vụ lòng loại tiếp theo thưa quý vị nha. Rồi xin chúc mừng năm chủ nhân may mắn đoạt giải. Trời ơi, dòng này có mình nó còn ai đoạt giải chạy thật nhanh thật lẹ lên sân khấu nhận giải giùm em ha. 28 như chưa qua có 1, có 31, có 2, 49, có 3, 52, có 4. Dòng loại 53 hợp lệ thưa quý vị, còn ai may mắn đoạt giải chạy thật nhanh thật lẹ lên sân khấu giùm em nếu không trao tặng phẩm mọi thứ này sao không giải quyết thưa quý vị. Và nếu không chúng ta xin chúc mừng anh và nhận con gấu bự cho bán ái một cái phần yến xào Piconet trong vườn Bình Xuân. Lấy gấu bự đi. Gửi lại luôn hả? Trời ơi, gửi lại chút lấy luôn vậy. Hơi hết gấu, lấy bóng. Rồi, quý vị thân mến, và bây giờ tất cả các nhân viên sẽ tràn xuống dưới một vụ dòng loại tiếp theo. Trời, chị Ginny An có hoa rồi đó hả? Chúc mừng chị nha. Rồi, chứng tỏ rằng dù là không xuất hiện ở đây nhưng rất là nhiều khán giả yêu thương chị. Và đặc biệt là khi mà lúc mà chị đang dưỡng thương đó quý vị hôm trước đó thì sau hậu phẫu thì có một khán giả đã ủng hộ cho chị Ni An số tiền là 2.700.000 đồng. Chút xíu nữa em cũng sang cho chị tại đây luôn. Cũng rất là cảm ơn khán giả đó đã
ủng hộ cho chị. Và thưa quý vị, một ý nghĩa rất là cao đẹp, nhưng mà tất cả các khán giả đều muốn giấu tên bởi vì họ muốn ủng hộ thật lặng cho tất cả các thành viên của đoàn. Chị Thông Người Đẹp Lydia còn hai bé chó, quý vị ủng hộ nhiệt tình giùm em bên cánh tay của em thưa quý vị. Và bên cánh trái cái đẹp Hương Quả còn một nùi quý vị. Dạ rồi, đây các bác sẽ liền bao bán luôn đi má ơi, bán không là bán rồi dẹo không à. Rồi nữ hoàng mỏ cày còn hai vé cưng nó đẹp luôn ơi, hai vé chó nè mỏ cày ơi, đây 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 nè, rồi đây mày đi ra mày đi ra mày đi ra trở lại đây trở lại đây mà nghe tiếng số mấy đi ra mày đi ra. Và thưa quý vị, vòng lần sau quý vị sẽ được lắng nghe top 15 của chương trình solo của Bolero nam ca sĩ Quang Thành sẽ đến phục vụ cho tất cả quý vị. Quý vị rất là đẹp trai bao sân luôn. Mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra trở lại đây trở lại đây mà nghe tiếng có mấy gì ra hay gì ra hay gì ra hay gì ra hay gì ra 500 hả? Vé cho Dương Thanh Vàng thôi, 500 kìa, chạy dưới cho Hương Quả kìa, đứa nào chạy lẹ lẹ lên nè, vé cho Dương Thanh Vàng luôn kìa, lẹ lên chị Thanh ơi. Mấy gì ra mấy gì ra số gì ra số gì ra hay gì ra hay gì ra hay gì ra hay gì ra. Rồi, thưa quý vị, theo diễn quyền là đoàn em chỉ tăng cường trai đẹp, thưa quý vị, đẹp sơ sơ cũng tăng cường nữa cho nên chút xíu quý vị, đẹp trai lắm, đẹp, đẹp hơn Quốc Hải 10 lần, chị sẽ vừa lòng em chưa? Mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra hay gì ra hay gì ra hay gì ra hay gì ra. Miền xa xăm 51
Độn tóc cao thường là không được kêu số đó. Đó, bữa nay là tóc sao mà cái sấy đấy trên này là như con cá la hán vậy đó bà nội. Rồi thưa quý vị, vừa lắm quý cái. 51. Đó. Đúng nghĩa về con chữ đó nữa. 51 chị kêu qua có 1, 28, có 2, 16, có 3, số 5 có đủ. Trong loại 72 hợp lệ thưa quý vị, xin chúc mừng chủ nhân may mắn. Còn ai nữa không à? Chạy thật nhanh thật lẹ lên sân khấu à. Rồi con chạy chưa? Chào khoan. Rồi ba người lận rồi. 51 chị kêu qua có 1, 28, có 2, 16, có 3, số 5 có đủ. Trong loại 79 hợp lệ. Rồi chạy lẹ lên, giận đồng viên. Đó đó, cái trường dưới sợi dây. Trời ơi, chút xíu nữa ăn kia khóc rồi. Rồi. Rồi, 51 chị kêu qua 28, có 2, 16, có 3, số 5 có đủ. Dòng loại 72 hợp lệ. Rồi chúc mừng em nha. Rồi ba người nhận giùm em ba con gấu như nhỏ. Sau đó chúng ta sẽ quay lòng cầu xem ai có số lớn hơn, nhận giùm em gấu bự cho bạn ấy. Ai số nhỏ hơn nhận giùm em một phần từ Yến Sa, một phần nước Yến nha, của năm dự thảo của Tourette Vĩnh Xuân. Rồi, số mấy vậy em ha? 31. Số mấy ha? 18. 47. Rồi chúc mừng em, chia buồn với em nha. Hai phần rồi. Rồi hai vị khách còn lại chúng ta sẽ chia nhau hai phần quà của nhà tài trợ và quà của chương trình. Xin cảm ơn rất nhiều. Trời ơi trời. Chết em rồi. Trời ơi nè coi. Trời ơi mày cứu tao coi coi. Cứu để gỡ tóc giả tôi nhưng mà. Rồi thưa quý vị ơi, dòng loại này chỉ còn vài lá giấy chót quý vị. Rồi. Em không cho em cặp vàng ơi, cặp nhầm thông tin đi Việt Nam mấy trái cơ. 3-1 hả? Hả? 2-1, yeah! Đêm nay ra lệnh cho giả lộ đi Bảo. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, yeah! Kìa đem vé ra nè, trời ơi quá trời vé rồi, lấy ra. Ai còn vé dưới chạy về khu vực này coi, quận 7 ơi, còn không? Bớt bà nội ơi, đưa cho con mập chút nữa. Bên đây nè. Phải đưa cho em ơi nè. Cụi ơi đưa trà dép đây nè. Sao sống nha anh. Liên hệ với ôi lên ngồi đứng bên trong kia giùm em. Đó. Mấy gì ra dòng lợi này hay chết cho mấy gì ra trở bên này. Xẹp bên đây em xẹp dép. Trời ơi mắt đẹp còn đuôi nữa. Mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra trở lại đây. Trở lại đi mà nghe kêu sống. Ai chưa có quạt chớ ta giùm em luôn. Hai vé đây, hai vé đây. Quạt đây, trời ơi nóng quá rồi. Hai vé cường, hai cường, ở đây nè, hai vé rồi cưng ơi. Mấy gì ra trở lại đây chị cưng. Quạt đây hả, quạt bên đây nữa. Mày cầm quạt hay là quạt, tôi chiếc thì chết trời không chịu. Mấy gì ra số, gì ra trở lại đây. Xẹt bên trái, mình xẹt bên phải, đi đằng trước rồi quẹo phải chị vô mà hết vé yeah, mình sổ luôn vé yeah. Quá trời rồi. Đó, ai chưa có quạt chơi thì đem cánh tay chương trình chàng sẽ mang quạt đến cho quý vị nha. Trở lại đi mà nghe chúng có mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra số gì ra số gì ra. Rồi là có mình đang có giấy trên tay không có gì sáng bắt đầu dò số gì ơi. Mấy gì ra chắc là mà nghe tôi kêu cũng ra cờ ra có mấy có mấy gì ra mấy gì ra cô gì ra cô gì ra cô gì ra ai đi châu đốc ai đi châu đốc nhớ ghé mà núi ta 48 cô 18 cô 18 cô 18 cô 18 cô 18 cô 18 hai mươi bảy
từ 44 là 44 mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra không phải tại anh cũng không phải tại em tại bà vé số nên hai đứa mình xa nhau vô hay 26 con nai chạy vô vì nó thấy mấy bà bê đê. Ôi con nai khôn quá, con 13 thấy không khác là tấm vé cờ hơn bài trắng cho dữ vô. Thưa quý vị thân mến, khẩu nghiệp. Thưa quý vị thân mến, đó nên là thấm tuần cho dữ vô ông nội ơi, rồi có khiêu được đâu. Đưa cái mít cho người ta dò má ơi. Bữa sau quý vị biết chỗ nào viết liễm, em viết liễm tặng đó. Nhả cái mít ra để em dò thiệt. Rồi 40 con à, nãy em kêu số mấy vậy cưng? 13 phải không? Dạ 13 chưa kêu qua. Có 1. Số 8. Có 2. 44. Có 3. 50. Có đủ. Trong loại 3, 3, 7. Thưa quý vị hợp lệ. Nếu quý vị không tin tưởng có thể bước lên sân khấu đối chiếu lại giùm em. Xin cảm ơn rất nhiều à. Rồi còn ai nữa à? Dạ chị gái đi với em nha. Dạ số 8, 13, 44, 50, dòng loại 3, 2, 5, hợp lệ quý vị. Rồi còn ai nữa không ạ? Số 8, 13, 44, 50 cũng hợp lệ luôn, 14, thưa quý vị, hợp lệ. Rồi y chang luôn, xin chúc mừng 4 chủ nhân may mắn, 4 dòng loại. Và bây giờ, mỗi chủ nhân nhận giùm em con gấu trước, chúng ta cùng sẽ quay banh. Ai có banh lớn hơn nhận giùm em gấu bự, ai có banh nhỏ hơn nhận giùm em một phần. Chúng ta đâu thực thảo, bị cô đếp Viện Xuân. Rồi. Ai không may mắn thì chúng ta cùng chào tạm biệt và hẹn vòng sau và tặng quý vị một con gấu nhỏ về chơi cho vui nha. Rồi quý vị thân mến, và để thay đổi không khí, tất cả các người đẹp sẽ tràn xuống dưới phục vụ vé vòng tiếp theo và mỗi lá vé chỉ có 10.000 đồng thưa quý vị. Và chúng ta hân hoan chào đón trận thắng của Việt Nam. Dạ xuất sắc quá quý vị. Rồi ủng hộ em, mỗi vé chỉ có 10.000 thôi. Và sau vòng này, sau vòng loại này thì vòng loại sau chúng ta sẽ được gặp và giao lưu với nghệ sĩ chuyển giới gạo cội Trang Kim Sa thưa quý vị. Và cô là một trong những cô đào hát lô tô mà nổi tiếng không phải bởi vì hát hay không thưa quý vị, mà còn biết 2-3 thứ tiếng luôn quý vị. Có nghĩa là đi hát lô tô nhưng mà ngoại ngữ có, trình độ học vấn rất là cao và ăn nói cũng rất là dễ thương quý vị. Và em có chia sẻ với cô Sa rất là nhiều thứ và cô rất là đồng cảm. Và nếu mà nói với cô Sa mà nghệ sĩ chân chính, có thể dùng cái từ là một người nghệ sĩ rất là chân chính quý vị, không có hơn thua với ai hết. Điều đó là điều đáng quý, cho nên cô Sa mới có những cái thành tựu đã để lại cho sân khấu bây giờ để cho chúng em được đứng ở đây Và chút xíu nữa chúng ta sẽ nhận được chào đón cô Trang Kim Sa trên sân khấu này. Thời gian chờ đợi quý vị có thể like và share Lô Sài Gòn Tân Thời trên kênh Giải Trí Việt. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều Và xin cảm ơn tất cả các YouTuber, các phóng viên đã hỗ trợ chương trình rất hết mình Ơi, video mời video đi thanh vàng nữa. Rồi cảm ơn em. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị dò số nha. Các nhà nào có bảy giơ tay bắt đầu chuẩn bị mở thưởng luôn. Ai còn dễ lên trên hai cánh gà luôn em ơi. Xuân lên đây đẹp. Giơ tay lên mở cái chân này. Bên đèn quá trời luôn em ơi. Còn dễ không tăng cường lên lẹ tay lên. Mày cái gì ra? Mày cái gì ra? Mày cái gì ra? Mày cái gì ra? Yeah.
giống như bây giờ hay sao, hay như thế nào, ai còn giữ em mà chờ ai đâu ơi đây, hai chế chó, hai chế chó cầu cầu đúng ra, hai chế chó có người bán ở khúc dưới, ở khúc dưới giơ tay lên rồi những cái đẹp chúng em đang ào ra tới á. Mấy gì ra cái này, mấy gì ra cái này, mấy gì ra cái này, mấy gì ra năm xưa bên mai nhà đón giao thừa đợt xưa á, chưa bước thì quê nghe anh cũng vô mờ, sao giờ đây con đã lớn khôn rồi con đón giao thừa mà lòng thấy đơn côi à. Xuân ơi xuân đang hỏi đi mang cho đời mà mỗi người á, sao mẹ tôi đã đi mãi không về, thôi thì xuân xin ngày đã tôi về, tôi thơ năm nào còn có mẹ bên tôi, chỉ có bên mẹ đời là dạng niềm vui, chỉ có bên mẹ là một mùa đông phải 22
đi sớm hay cần làm gì đây, làm gì đây, làm gì đây, hay làm gì đây. À, đúng rồi. Trên từ lúc không dọn lên về sao nè, thầm bước theo hào chân mới hay chỉ ra cô mạnh viên chứ hai đứa chân đường đưa tới ở năm mươi bốn, năm mươi bốn, năm mươi bốn, năm mươi bốn, năm mươi bốn. Cái mùi gì ra, cái mùi gì ra, mùi gì ra, ai cho hàng mươi, mùi gì ra, cái 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 mùi gì ra, mùi gì ra, mùi gì ra, ăn phá. Sắc Ngọc Khang, nãy em nói cái này rồi, gì xui em nói nữa cho nó trừ em 10 ngàn á gì trễ. Em nói chưa? Em nói rồi. Em quảng cáo cái khác đi. Tự nhiên em nói bây giờ em nói vô cái chữ nam, đặt chữ gì thôi mấy. Chị có số không? Số chị số mấy? Có. Trời ơi, mặt chị bị nám. Con 15, con 16, con 10. Một chàng vỗ tay cho Dương Thanh Trà đi bà con. Một chàng vỗ tay khích lệ, cảm ơn khán giả mình rất là nhiều. Và tí xíu nữa chúng ta sẽ được gặp gỡ giao lưu cùng với nghệ sĩ Trang Kim Sa và phần quà đặc biệt là một chiếc tủ lạnh LG. Nghe nóng chơi, nóng chơi, nóng chơi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra nha. Đàn áo bé màu xanh 33 ký hiệu sau lưng hợp lệ 18 có 1 26 có 2 48 có 3 54 đó, nói được đó Cường, mà bút đứng nói luôn đi em. Và ký hiệu phía sau là 33, đàn áo bé màu xanh 18 có 1 54 có 2 nó cứng cứng lên coi 26 có 3 con ốc. Vậy? Con ốc, em chị biết, em biết con ốc số 2 đó má. Rồi phải chơi đề hoài phải sợ, phải giả bộ. Rồi cái hiệu phía sau trùng nhân thứ 3 là cái hiệu 18 nha. Là 78, xin lỗi khán giả, 18 có 1. Số 2 có 2. 26 có 3. 54 và trùng nhân thứ 4 và cái hiệu là 78, 18 có 1. 26 48 54 hợp lệ chủ nhân thứ 5 18 26 48 và 54 hợp lệ nha. Và ký hiệu sau lưng là 40 số 4 hợp lệ. Rồi bây giờ là mỗi người nhận giùm em một con Pikachu nhỏ và một phần nước của nhà tài trợ Team Boy. Và ai bốc số lớn nhất chúng ta sẽ chọn và đóng một con gấu bông thật là to phần thưởng lớn nhất nha. Rồi. Xin số từ bên kia đi ạ. Có số chưa? Thưa quý vị, và sau phần trao thưởng thì chúng ta cùng gặp gỡ với nữ nghệ sĩ Trang Kim Sa nha quý vị. Và đặc biệt cô Sa cũng sẽ mang đến một tiết mục văn nghệ hết sức là đặc sắc. Và em nghĩ là chưa, hồi nhỏ đã đi coi lô tô rồi, và tới khi em đã diễn lô tô được hơn một năm rồi, em vẫn chưa có thấy một nghệ sĩ lô tô nào hát như cô cả. Cho nên là chút xíu nữa chúng ta cùng chào đón cô Trang Kim Sa và nghe cô hát thưa quý vị. Rồi bây giờ ai có số lớn nhất nè? Rồi 58 lớn nhất. Rồi chúc mừng. Rồi ai dễ nhì đâu, ai dễ nhì đâu, ai nhỏ, ai thứ nhì. Rồi xin chúc mừng các em nha. Rồi chúc anh em đổi gấu bự đi, ai là gấu bự đâu. Rồi xin chúc mừng. Rồi cái gì, bà nội ơi, bán vé chứ không phải bị ồn má ơi. Rồi bà dở bấy nó lên chi vậy, coi chừng có cây súng lục ở trong đó đó nhỏ đó, hay là ôm súng theo để bảo vệ bản thân đó đó. Rồi thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng chào đón một nghệ sĩ gạo cội của Lô Tô miền Nam, miền Tây. Thưa quý vị, chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ Trang Kim Sa thưa quý vị. Bây giờ là chắc có lẽ là
là con với cô Lê Thu Cương. Quý vị đây là một nghệ sĩ đã 75 tuổi rồi. Nếu quý vị nhìn sơ bề ngoài thì quý vị cũng sẽ thấy là rất là không có thể là rất trẻ hơn số tuổi, nhưng mà thật sự là con đã 75 tuổi rồi hả cô ha? Rồi cô có thể chia sẻ là mình đi hát từ khi nào á cô? Lô Tô xưa thì nó có gì khác với ngày nay, để cho bà con cô bác mình ở dưới mình được biết. Tại vì ở Sài Gòn thì chắc có lẽ là gần đây thì quý vị mới được xem Lô Tô, chứ trước kia thì cũng không có. Cô sẽ chia sẻ thêm mà với tất cả khán giả được biết cô ha. Và trước khi cô có lời nói với các cháu là thay mặt đoàn, thay mặt Lộ Lộ và cùng các nghệ sĩ và cùng các cô chú cô bác đến đây, một lời chúc an lành, sức khỏe, hạnh phúc và nồng nhiệt nhất trong đêm nay. Thì qua thời gian qua, năm nay cô cũng 75 rồi, thì qua thời gian qua thì thời gian, sức khỏe và bệnh tật nó cũng là lôi kéo, đó là định luật tự nhiên của tạo hóa này. Đó, mình phải chấp nhận thôi. Nếu mà nói về cái chia sẻ Lô Tô xưa và nay, rất nhiều giai đoạn, nhiều đắng cay và nhiều cuộc sống vất vả hơn bây giờ nhiều hết đó. Và hôm nay các cháu được cởi mở hơn, được tiến hóa hơn, được cái sự văn minh hơn, thành ra trong cuộc sống này nó đỡ vất vả hơn, cuộc sống nó thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn và vui vẻ hơn. Dạ, xin cảm ơn cô rất là nhiều. Thưa quý vị, khi mà lúc chiều á là Lộ có trò chuyện với cô Sa trước, và cô Sa có nói như thế này nè, có nghĩa là cô Sa không có thích những cái ca sĩ á, giống như là chuyển giới quý vị mà hay hát cái bài quốc ca của mấy bà BD đó là than thở trách móc. Bởi vì khi là mình đứng được lên sân khấu đó quý vị, thì mình cảm thấy là mình mang niềm vui đến cho mọi người, đó là một niềm hạnh phúc, và mình thích thì mình mới đứng được, và cho dù ở độ tuổi nào thì đó vẫn là cái niềm yêu thích, là niềm đam mê. Cho nên nếu mà mình hát cái bài đó, nếu không ngoài mục đích, nó không có phục vụ cho mục đích gì cả, nếu mà than thở thì cũng không đúng. Mà cho nên là quý vị có thể nhận thấy ở sân khấu của Sài Gòn Tân Thời chưa bao giờ có những cái bài mà gọi là than trách số phận mình, tại sao lại như vậy, tại sao như vậy. Và cái quan niệm này đối với Lộ nghĩ là ở độ tuổi của cô Sa và độ tuổi nghề của cô Sa là một cái nhìn nhận rất là hiện đại. Bởi vì là mình là một nghệ sĩ, mình được cống hiến, đó là niềm vui của mình, chứ không phải có gì để than thở hết. Thưa quý vị, và cô Sa ơi, cô cho con biết là cô đã đứng trên sân khấu Lô Tô là bao nhiêu năm rồi cô? Nếu mà so về cái cuộc sống và thời gian mình đi hát này á, nếu mà năm nay 75, đi hát mà năm ba mấy tuổi, năm nay cũng gần 50 năm rồi. Dạ, 50 năm thưa quý vị, 50 năm cống hiến cho sân khấu. Tại sao lại hỏi như thế? Tại vì hồi xưa đó quý vị, thì Lô Tô nó không như bây giờ. Cô có thể chia sẻ thêm một chút xíu Lô Tô hồi xưa. Trước khi Lô Tô thì những người mà đi hát Lô Tô như là tụi con bây giờ thì sẽ là phục vụ ở đâu đó cô? Nếu mà nói về Lô Tô á, cho các con, các cháu để biết, hồi xưa Lô Tô rất là cực khổ. Không có đàn, không có nhạc, mà chỉ có gõ xong lan nhiều cốc thôi. Chỉ có còn cái khung nhỏ nhỏ thôi. Hồi xưa kêu máy bọ, đó, gõ xong lan thôi, gõ kêu cốc gì đó. Dạ, đọc câu thai. Đọc câu thai câu về, rồi để mà hát thôi. Dạ. Chứ không có phải như bây không giờ. Không có bài hát rồi sổ số bây giờ. Không có. Dạ. Đó, rồi sau này á, là cái thời giai đoạn núp trong bóng cải lương. Dạ, núp dưới đồng các đoàn cải lương đó. Hồi xưa mà đoàn cải lương mình đi tỉnh đó quý vị, trước khi có mở màn để diễn cải lương thì có 45 phút ca nhạc. Để mà mình giới thiệu, cho các bạn biết. Dạ. Hâm nóng là cái sân bãi, sân khấu để chờ khách, để mà phục vụ cái giai đoạn cải lương hát chánh sao. Đó là giai đoạn thứ hai. Dạ, cái này là cái sông lan mà cô nói hồi nãy đó quý vị. Dạ, gõ cốc vậy nè. Đó, hồi xưa là đi hát là không có nhạc, không có ọt, bây giờ không có trống kèn, chỉ là gõ sông lan và đọc câu thai thôi. Thì đó rất là một cái gọi là, cũng phải nói là không phải ai cũng làm được điều đó thưa quý vị. Và những nghệ sĩ đi trước trong hoàn cảnh khó khăn thì họ phải phục vụ văn nghệ bằng những phương tiện thô sơ đơn giản nhất. Và cái sông lan này là cái nhạc nguồn của bên cải lương thưa quý vị, để gõ nhịp á. Dạ, rồi sau khi mà mình thoát khỏi cái bóng của 45 phút ca nhạc đầu giờ của các sân khấu cải lương thì mình sẽ tới với đó, sau những giai đoạn sông lan và 45 phút ca nhạc cải lương
lúc đó là hội xuân. Dạ, tổ hội xuân. Xuân. Hội xuân trước đó, ha. Dạ. Là mấy đoàn mới là cải biến hơn, là có ca nhạc. Dạ. Cộng với lô tô. Dạ, cộng với lô tô. Cộng với những tấu hài nhỏ nhỏ sân khấu. Dạ. Đó là một điểm khởi phát lô tô sau này và đến bây giờ là như vậy. Dạ, rồi, con xin cảm ơn cô rất là nhiều. Để một cái số chia sẻ rất là nhỏ thôi quý vị, để quý vị có thể hiểu được nguồn gốc của bộ môn nghệ thuật dân gian này từ đâu, và các hình ảnh của các người nghệ sĩ thì xuất phát từ đâu. Đó là có thể là những kiến thức căn bản nhất để cho không phải là chỉ riêng khán giả mà những người đang đứng ở sân khấu lô tô hiện tại cũng có thể biết được trước kia là những người đi trước mình xuất phát như thế nào và khó khăn ra làm sao. Thì quý vị, tôi xin cảm ơn cô rất là nhiều. Và quý vị thân mến, trong loại tiếp theo cô Trang Kim Sa sẽ trở lại sân khấu với chúng ta, và cô cũng nói luôn là cô không muốn đến đây để có một cái sự mà quá bi lụy, mà đến đây để cho mọi người thấy là dù là mình lớn tuổi rồi nhưng mà mình vẫn rất là lạc quan, yêu đời, và chút xíu nữa bằng tình cảm và tất cả tinh thần lạc quan đó, cô sẽ mang đến một bài hát rất là dễ thương cô ha. Và cô giới thiệu luôn bài hát gì luôn đi cô. Xin thay mặt nhóm bạn ở dưới có một xin dấu tên gửi một chút lòng thành đến cho cô Sa. Dạ rồi. Đây là những món quà yêu quý bằng tất cả tấm lòng, cái chân thật của cô cũng bây giờ cô cũng thời gian qua cái niềm đam mê rất khát khao. Nếu mà nói nhiều á thì cô nói về cuộc đời cô rất là nhiều. Thời gian còn con trai, còn chuẩn men trai á cũng đẹp trai, cũng ước ơ, chuẩn men luôn phải không? Chuẩn men hồi xưa cũng rất là đẹp, nó cũng biết bao nhiêu cô gái si tình cô. Rồi, không, cái quan trọng là cái sau thời gian chuẩn men nó có chàng trai nào si tình không? Cái đó thời gian trước rất khổ, khổ con ơi. Khổ lắm. Mình không dám lộ thân phận của mình, vì hồi xưa những cặp mắt nhận xét nó họ khác biệt, họ kỳ thị, họ xa lạ, họ cũng phải kêu là gay, như là tiếng bây giờ đó, hoặc là tiếng BD, tức là PS, tiếng Pháp đó, bây giờ đó, kêu là BD. Hồi xưa nó kêu bóng là cái, con này cũng bóng, người kia gọi chứ không phải như bây giờ đâu. Nó gây một bức xúc khó chịu lắm khi mà mình biết mình như vậy, nhưng mà những câu nói đó nó không có được đẹp lắm. Nó xúc phạm. Thành ra mình mặc dầu gì mình không có gì đâu đó, cái đó là lời mời chào cô đấy. Vui lạc quan lắm. Rồi, thưa cô, bây giờ có một chị rất là quen thuộc với đoàn cũng sẽ có một cái phần tặng. Đáng lý, thưa quý vị, đáng lý ra chút xíu nữa thì Lộ mới là công bố những cái phần mà quý vị đã quyên góp tặng. Tại trên fanpage của đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời thì khi mà cô xuất hiện là một cái viral ở trên mạng, thưa quý vị, thì Lộ cũng gán tìm hiểu và xin liên lạc đến tặng cho cô 10 triệu trích từ cái quỹ mà ở sau lưng tấm vé quý vị có ghi đó, 10% từ giá trị vé đó sẽ tặng cho quỹ thiện nguyện của đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Thì trích cái quỹ đó tặng cho cô rồi, nhưng mà cô thì Lộ thấy hoàn cảnh cô rất là khó khăn, thì một chút xíu nữa Lộ sẽ nói là khó khăn như thế nào và sẽ công bố những cái phần mà quý vị khán giả đã quyên góp online và gửi trực tiếp qua tài khoản của Lộ và đang là cầm một cái danh sách ở đây. Thì phần sau chương trình mình sẽ công bố để cho mọi người có thể hiểu nhiều hơn ha. Ở đây mà chị có gửi thì cô nhận luôn đi. Rồi bây giờ thời gian còn sổ số đi khỏi các bà các cháu đợi lâu, thì sau cô sẽ tâm sự hơn, nói rõ hơn về cuộc đời của cô ở trong giới này và chia sẻ với bậc anh em cha mẹ như thế nào và nhận xét thực tế con người của các cháu đây, cô đây, để có niềm hiểu chia sẻ hơn, hiểu thêm, yêu thương hơn, gắn bó và như thế nào. Lát sau này cô sẽ tâm sự nhiều hơn như các cháu. Bây giờ các cháu có thể hướng mắt về sân khấu để xem cơ số. Sổ số, dạ. Xin cảm ơn cô Trang Kim Sa rất là nhiều ạ. Dạ, cái này là gửi tại chỗ luôn hả? Dạ rồi.
Dạ xin cảm ơn. Kính thưa quý vị khán giả, thì em cũng xin ghi nhận và cảm ơn tất cả tấm lòng của tất cả quý vị. Nhưng mà sau, dạ đây là một nhóm luôn. Rồi chị Quyền thay mặt nhận luôn đi. Trời. Đấy. Đây là cô đã nói rồi. Đây là những món quà nho nhỏ nhưng nói lên tất cả tấm lòng yêu quý của các con các cháu. Có một cái sự cảm thông, có một sự chia sẻ, có sự truyền mến và cái sự an ủi nhất trong cuộc sống của cô xưa và nay và hiện tại. An ủi trong cuộc sống lớn như thế này vẫn có một người yêu mến đó và chia sẻ những nỗi niềm đó, cô rất là hạnh phúc và có thể là cô rất là cảm ơn các con, các ca cháu có như thế này. Cô nói cảm động quá không nói được. Xin cảm ơn cô rất là nhiều và xin mời cô nghỉ một chút xíu và chúng ta sẽ gặp lại cô ở phần sau thưa quý vị. Và chúng ta sẽ có 3 phần, một phần giao lưu văn nghệ và chút xíu cô sẽ gửi đến một bài hát rất là dễ thương thưa quý vị, và một phần nữa là chia sẻ cuộc sống hiện tại, những khó khăn hiện tại quý vị để quý vị có thể thông cảm hơn với người nghệ sĩ.